Tiếp bước quyết định của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ, sáng nay, ngày 3 tháng 11, theo giờ Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã phê duyệt lần cuối việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở đường tiêm chủng cho 28 triệu trẻ em thuộc nhóm tuổi này tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã chấp thuận kiến nghị của Ủy ban Cố vấn Khoa học về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, sau khi xác định lợi ích vượt trội so với rủi ro tiềm tàng. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 tới. Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Joe Biden cho rằng nước Mỹ đã chạm tới bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 sẽ chấm dứt chuỗi ngày dài lo lắng của các bậc phụ huynh, đồng thời giảm nguy cơ trẻ nhiễm virus và làm lây lan dịch bệnh. Tổng thống Biden cho biết thêm, chính phủ đảm bảo có đầy đủ vaccine cho tất cả trẻ em Mỹ.